Bật mí vài món ăn rẻ không ngờ, nhưng chị bất lực cho quý ông cực tốt. Dù biết hòa hợp chuyện chăn gối là nhân tố không thể thiếu cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng không phải chuyện ấy của tất cả các cặp đôi đều suôn sẻ. Không ít các ông chồng khó khăn về thể hiện đàn lĩnh, đàn ông không thể cứng chỗ nào cần cứng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sinh lý các ông hoàn toàn có thể cải thiện bằng các món ăn rẻ tiền hàng ngày. Các chị em có thể áp dụng vài món ăn đơn giản sau đây: cháo cá chép bổ thận tráng dương, cá chép 1 kg đến 1,5 cân, vừng đen 0,15, gạo nếp 0,5 kg, nấu chín ăn liên tục trong vòng 7 ngày. Đuôi lợn hầm trị bất lực gồm 250g đuôi lợn, 250g tục đoạn, 250g đỗ trọng, hầm nhừ, ăn liên tục 7 ngày để bổ sung ích khí, cương cứng tốt, khỏi bệnh di tinh. Với những anh em nào yếu sinh lý lâu ngày, tôi xin mách cho một công thức trị sâu, trị mạnh hơn, giúp các anh lấy lại bản lĩnh đàn ông. Cần chuẩn bị hoài sơn, kỳ tử, lộc lắc dao, thỏ thi tử và quy bản dao mỗi thứ 16g, nhưu tất và sơn thù mỗi thứ 12g, thục địa 32g. Nếu cơ thể mệt mỏi nhiều thì có thể gia giảm thêm hoàng kỳ và nhân sâm, sắc uống mỗi ngày 1 thang.